Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách tạo ra một chuỗi ngày ngẫu nhiên giữa hai ngày. Cụ thể là chúng ta có hai ngày như sau và ta muốn tạo ra một chuỗi các ngày ngẫu nhiên giữa hai ngày này. Cụ thể là trong trường hợp này chúng ta phải sử dụng hàm range between và trong phần giá trị của hàm này ta cố định là hai ngày trên vào và cuối cùng là ta nhấn vào dấu cộng và kéo kéo thả để tạo ra các cái dòng ngày mà ta cần. Ngoài ra thì ta cần phải vào phần format cell để thay đổi định dạng ngày, tức là thay đổi từ định dạng số sang định dạng ngày.